cung điều ngân nga. Nguyện trời cao tình sẽ trọn câu khúc nhà tâm đầu để duyên thấm nồng bên nhau. Ai xuôi bão dày cuồng phong chia lìa quyến ương xa cách nhau, cánh chim đơn lạnh giữa mờ sương áo nào buồn. Dạ chào cô Nguyệt. Dạ chào ông. Xin lỗi cô chờ đợi ai vậy? Tôi đợi ai ông hỏi làm chi vậy? Tại tôi muốn biết người cô đang chờ đợi ấy là ai. Người đó là ai? Tôi nghĩ ông khỏi phải nhọc lòng biết đến. Đây là chuyện riêng tư của tôi, đâu có quan hệ gì đến ông. Đối với cô thì không có quan hệ, nhưng mà đối với tôi nó vô cùng quan hệ. Vì vậy tôi mới hỏi cô. Đó là tại ông nghĩ. Nhưng thôi, tôi mời ông lúc khác á, hãy nói chuyện. Còn bây giờ tôi không rảnh. Gì mà không rảnh? Không rảnh tiếp chuyện với tôi hả? Mà có thời giờ tiếp chuyện với một người khác phải không? Phải, tôi tiếp chuyện với ông Minh đó. Với ông Minh đó? Ông Minh, thằng Minh hay là anh Minh gì cũng mặt sát đó. Cô không có cần khai ra đâu. Mà tôi gặp cô đây là cố ý hỏi cô một điều nè. Ông muốn hỏi tôi điều gì? Tôi hỏi cô tại làm sao mấy phen nhà tôi đưa lễ vật cây người môi may qua dạm hồi cưới cô, song thân cô đều không công nhận, nói rằng chữ lương duyên không thể buộc mà nên. Còn cô vì lẽ gì mà cô lại chẳng ưng? Có phải là tôi đây chưa vào và chưa xứng với tài học của cô? Tôi phải đâu là kẻ tham tiền bạc, để ai thật giàu thật sang đem lòe tôi cũng được sao? Con người đặt trọng hay khinh ở tư cách là hơn, chứ nào phải cậy thế thần mà mua được tấm lòng yêu. Nè cô Nguyệt, cô nói sao không hổ thầm? Tôi tưởng cô đeo cao giá ngọc, nào ngờ hôm nay cô đi hò hẹn cùng trai. Nè, ông không được phép mỉa mai vì ông không có quyền can dự. Thiết tưởng á, ông cũng nên biết điều lịch sự. Tôi mời ông đi chỗ khác chơi, đừng làm nhọc lòng tôi. Nè nè, xin lỗi cô à, cô mời hay cô đuổi vậy? Ông hiểu cách nào cũng được. Nghĩ mời thì mời, nghĩ đuổi thì đuổi chứ gì. Chắc chắn là cô không có mời tôi đâu. Nói chơi với cô vậy thôi chứ ở đây có ăn vàng tôi cũng không ở nữa. Chào cô à. Nhưng mà chưa đâu à, tôi nói nữa. Tôi muốn nói với cô là chạm mặt với cô một chút để sau này cô đừng dên giáo với thiên hạ. Nè, ông không được vô lễ.
Tôi có vô lễ gì với cô đâu. Tôi tưởng cô là người có ăn học, biết so sánh thế nào cho đáng. Tôi không dè cô lại mù quáng như vậy. Theo ông thì so sánh thế nào mới là xứng đáng? Điều đó tự nguyện biết lấy. À, có lẽ theo ông thì trong cuộc hôn nhân, điều quyết định là nhà cửa tiền bạc, là ruộng đất cò bay thẳng cánh giàu nhất trong làng như ông. Và chỉ có ông mới là người xứng đáng, mới có quyền cưới các cô gái mà thôi. Phải vậy không ha? Cô xó xiên như vậy, rõ ràng là cô bậy. Có phải tôi đâu ấy vợ rau hàng ngoài giữa chợ. Tôi chờ là chờ duyên nợ, chúng ta đã dài bách niên. Vì bóng hình của cô đã làm tôi thẫn thờ. Mơ mộng lay động sống tình nhấp nhô. Đời tôi mà thiếu cô sẽ như cây già heo khô. Đời tôi mà thiếu cô chắc tôi mỏi mòn chết khô. Tóc tay rũ rượi giả dười. Đời tôi nếu mà thiếu cô thế gian thêm hận ôm hận. Đời tôi mà có cô giàu cung phụng đêm nắng ngày tôi cũng ưng bụng. Trời đất ơi, nói cái gì mà quá trời quá đất vậy? Cô Nguyệt à, tôi xin cô hãy đáp lại cái tình yêu thành thật đắm đuối của tôi dành cho cô bấy lâu nay nghe cô Nguyệt. Dạ, cảm ơn cái tình yêu thành thật và đắm đuối của ông đối với tôi bấy lâu nay. Mà tôi không biết chứ. Chàng ơi, chẳng những tôi yêu cô mà tôi còn mong mỏi làm sao cho đời của cô hoàn toàn hạnh phúc nữa kìa. Cô Nguyệt ơi. Cô Nguyệt à, tôi là con một à nghe. Con cầu con khẩn à nghe. Cô không tin tôi hả? Cô nhìn kỹ nè. Tôi xỏ lỗ tai nữa nè. Đẹp ghê. Dạ đẹp lắm. À, cô Nguyệt ơi, cô mà làm dâu nhà tôi á, cô khỏi phải làm cái gì hết á. Tôi sẽ cất cho cô một ngôi nhà ngói thật là lớn ha. Sắm đầy đủ tiện nghi, không thiếu một cái gì. Để cho chúng ta tội hưởng lạc thú tuổi còn xuân nghe cô ha. Ông chuẩn bị chu đáo như vậy à? Tôi xin thề, tôi yêu cô thành thật mà cô Nguyệt. Ý trời, đừng có thề. Thề thốt tôi sợ lắm. Tôi chết một cách thảm thương dưới chân cô nha cô Nguyệt. Ở lại chơi chứ. Anh Minh. Nguyệt em, em chờ anh có lâu không? Còn hỏi nữa, chờ anh lâu quá trời nè, sốt ruột cũng chết nè. Em biết làm sao không? Anh đang chạy nửa chừng thì xe xúc dây sơn, ngồi sửa gần nửa tiếng đồng hồ luôn vậy đó. Em chờ anh lâu lắm hả? Ừ. Rồi em biết sao nữa không? Cái tự nhiên xui ghê vậy đó. Nửa chừng cái bể bánh xe, rồi anh phải lấy rơm nhét vô chạy tiếp đó. Trời ơi, tội nghiệp không á? Tội nghiệp em thì có. Nãy giờ em chờ anh lâu lắm hả? Tại em nóng ruột đến sớm, chứ mặt trời còn cao. Trời ơi, tới sớm nóng ruột dữ lắm á. Nguyệt à, nãy giờ em ở đây rồi em nghĩ gì vậy? Em em nghĩ nhiều lắm á. Nghĩ nhiều lắm hả? Ừ. Nói cho anh nghe coi. Em nghĩ gì? Thôi không nói đâu. Thôi mà, nói anh nghe đi mà. Không nói đâu. Nói đi mà. Thôi mà. Em nghĩ gì vậy? Nói anh nghe coi. Nói ha. Ừ. À, em nghĩ nè. Ừ. Em nghĩ đến ngày đám cưới của hai đứa mình. Bữa đó em mặc cái áo dài màu hồng hé. Ờ ha. Em mặc áo dài màu hồng, anh cũng mặc bộ đồ màu hồng luôn ha. Ý, đâu có được. Coi sao được nè. Sao vậy? Người ta nói con gái mới mặc màu hồng, anh phải mặc màu xanh coi mới được chứ. Thôi, anh thích mặc đồ giống em mà. Trời đất á, không có được đâu. Nè, rồi cái bữa đó đó, khi hai đứa mình á đứng gần nhau nè. Ừ. Rồi cái
rồi cái hai đứa mình nè lại trước bàn thờ tổ tiên nè. Mà anh à, anh có chuyện gì gấp? Anh nói cho em nghe trước đi. Em à, anh nhận được thư nhà trưa hôm qua em à. Anh nhận được thư nhà, trong đó cự tuyệt lời cầu xin của anh hả? Ở trong thơ thì không có nói gì về chuyện đó hết trơn á em à. Chỉ báo là anh phải thu xếp về nhà gấp thôi à. Về gấp? Ừ. Chừng nào? Chừng nào anh đi? Mấy hôm nữa anh đi ha anh? Mai này anh đi em à. Mai này? Thôi, em hiểu rồi. Em hiểu gì? Nhà dục anh về gấp là để cưới vợ cho anh đó. Hả? Làm sao mà em biết được chuyện đó chứ? Vì thơ trước anh tỏ thật là phải lòng em, gia đình không chấp thuận, sợ lần lựa anh hư hỏng mới gọi anh về, là cố ý đoạn tuyệt mối tình của chúng ta. Đúng hơn là cưới vợ cho anh đó. Không có đâu em mà. Để cho anh quên người của anh, vì cái người của anh yêu bao giờ các cụ cũng cho là hạng người không xứng đáng. Nguyệt, em đừng có nghĩ quanh quẩn như vậy không nên em mà. Biết đâu ở nhà đơn chiếc, rồi ba má thấy anh bãi trường mà anh chưa về kịp mới viết thơ lên gọi anh về gấp thôi. Nguyệt à, em đừng có nghĩ như vậy mà. Em hãy yên tâm vui vẻ như mọi khi. Còn buổi chia tay này, còn buổi chia tay này thì như cơn gió nhẹ lướt trên sông, mang mát buồn ánh nắng chiều nhấp nhô, hiu hắt dài chiếc lá khô. Hà cuối mùa sáng thu, tạm xa nhau như lúc bãi trường. Anh về thưa với quyền đường, rồi lửa bén hương nồng, bỏ những ngày nhớ mong. Không đâu em à, dù cho cánh nghịch quyết một lòng chẳng đổi thay, hai ta cùng sánh vai minh thể chẳng dễ dàng lỡ qua. Dù cho sông dậy đất bằng, ta cũng đã vàng thủy chung. Nguyệt à, em đừng buồn nghe em. Anh về trong một tuần lễ thôi là có thư cho em liền hà. Nguyệt, anh hứa chắc là không có gì lay chuyển được tình yêu của chúng ta đâu em à. Trong một xã hội mà cuộc đời anh còn không tự chủ được, thì sự yêu em và cưới em làm vợ làm sao anh dám chắc? Anh dám chắc Nguyệt à? Vừa cả quyền định đoạt của mẹ cha à? Và thay luôn cả ông tơ bà Nguyệt nữa. Nhưng anh ơi, bạn bè trang lứa của chúng ta
lá thắm đã trao chị hồng đã nuôi, mà vẫn không sao đẹp mũi duyên lành. Hôn nhân là do ràng buộc của lễ giáo gia đình, hạnh phúc của đời mình mà mình không tự chọn, để cho nghe ngào tiếng hót khuyên. Ôi tuổi đôi mươi chân trời đầy quá mộng, nắng sắc thảm vàng đua lượng bướm ông, đường đi tới ngỡ đầy quá mộng, có ai đâu vào cuộc sống quá bé bàng. Nguyệt à, nếu mà anh bị cha mẹ ép uổng thì anh sẽ rời bỏ gia đình. Chúng ta biết sống, biết yêu thì trên đất nước có một nền văn minh không quá mới này, thì ở đâu cũng là chỗ cho chúng ta dung thân được em à. Anh nói như vậy có đúng không Nguyệt? Em cũng có ý nghĩ ấy. Minh ơi, có nhiều lúc vì quá yêu nhau, em muốn cùng anh xa lánh hết mọi người. Đối với chúng ta thì những nề nếp xưa hôm nay đã lỗi thời, nhưng mà sống một cuộc đời phiêu linh lãng mạn, chạy theo ái tình thì em cho mình là hẹp hòi ích kỷ. Hả? Tại sao lại là ích kỷ hả em? Anh nghĩ xem, đạo làm con mà rời bỏ gia đình quyến thuộc gần xa, chén cơm nuôi đùa khai trà, ai dâng khi cha yếu mẹ đau tuổi già. Nguyệt, Nguyệt ơi, em nặng chữ hiếu hay là em chưa tin anh hả Nguyệt? Trời ơi, nếu em không tin anh thì em đâu có khổ như vậy. Nguyệt à, Nguyệt ơi, đã rõ tấm lòng em cao quý, trước sau gì anh vẫn một mực thủy chung. Mai này anh về, nếu song thân bắt việc lứa đôi phải phụ thuộc vào gia đình, thì chừng ấy hai ta sẽ thoát ly em mà. Thoát ly à? Phải. Em ơi, thà là hai ta sống nơi chân trời góc biển, mà chim kia liền cánh, cây nó liền cành. Anh Minh, mai này anh về, em mong sao cho vạn sự được yên lành. Còn rủi ro trắc trở bất thành, ở đây em phải chịu, phải đành vậy thôi. Đó, ếch bắt cặp ba ngày thấy chưa? Bắt được quá tan, mày còn chối cãi nữa thôi. Dám chết trai nơi thành nhân để tự tình, thiệt là nhục nhã cho gia đình tông môn, vô phước sanh con. Dạ thưa bác thương tình, bớt cơn nóng giận, cháu phân lại tỏ tường. Dạ lỗi này là do cháu đây chứ không phải do cô hai. Con tôi hư thì tôi sửa trị, việc gì tới thầy sao mà thầy lại chen vô. Hơ, ở đâu mặt đá hoài trơ, đến đây dụ dỗ gái tờ. Dạ mong ba suy nghĩ lại vì con lớn dài, chứ nào phải tại người ta, nay đã ra cứ sự tội tình con cam chịu. Về nhà đi rồi mày chịu. Dạ, dạ thưa bác, muôn việc tại cháu mà ra cả. Dạ bây giờ bác thương thì cháu nhờ, bác không thương thì cháu chịu, chứ cháu không có dám quyến rũ em Nguyệt đâu bác à. Mà lỗi này là... Thôi,
không có lỗi phải gì hết. Mũi dạy thì lấy chịu đòn. Con tôi hư về nhà tôi đóng cửa tôi dạy lại. Còn thầy, thầy về đi. Nếu như biết điều thì tôi để cho yên. Còn từ nay về sau mà thầy còn tiếp tục dụ dỗ nó, làm cho nó bụng mang dạ chữa, nó bỏ nhà trốn đi, tôi nói thiệt với thầy à, ở đâu tôi cũng đi tới à, nghe thầy. Giờ thưa bác, bác mắng cháu thì cháu chịu, chứ cháu không dám quyến rũ em Nguyệt đâu bác à. Thầy không có quyến rũ nó hả? Dạ, thật tình là cháu với em Nguyệt đã yêu nhau đó bác. Dạ, sẽ cưới gả đàng hoàng à bác à. Ai cưới, ai gả? Thầy học sách nào mà thầy ăn nói ngang xương quá vậy? Thầy chôn tôi với má của Nguyệt hồi nào? Thầy chôn cha mẹ thầy hồi nào mà thầy đòi cưới gả tự do vậy? Mà cũng đúng thôi, tôi sẽ gả con Nguyệt. Dạ, dạ thưa bác, bác gả em Nguyệt. Tôi gả con Nguyệt, nhưng chắc chắn con rể tương lai của tôi không phải là thầy, không phải là cái thứ vô giáo dục mất dạy như thầy. Dạ, dạ thưa ba, mai này anh Minh ảnh dậy bển, xin phép với ba má ảnh để... Mai này nó mới xin phép hả? Dạ, lát con về liền hả bác à? Lát thầy về thì kệ thầy chứ, thầy nói với tôi làm gì? Mai thầy mới xin phép hả? Vậy là thầy đặt chuyện đã rồi. Vậy chứng tỏ quyền hạn của thầy còn lớn hơn cả ông già của thầy nữa phải không? Dạ, dạ thưa bác, cháu chưa hiểu hết ý của bác vừa nói à. Muốn hiểu gì hỏi cha mẹ thầy thì hiểu. Nguyệt, đi về. Dạ. Mày đi về. Dạ thưa ba. Mày về rồi mày chết cho tao, đi về. Dạ. Tao không thích cái thứ mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu đó. Ông bà, ông nên biết lịch sự một chút chứ. Giờ phút này tiếng mời có nghĩa là đuổi đó. Ủa, ông mới về đó hả ông? Ông ngồi nghỉ đi, tôi rót nước ông uống cho khỏe nha. Cà mới pha thơm lắm ông à. Ông dùng nước đi. Bà ở nhà làm gì mà ly tách đóng bợn hết trơn hết trọi vậy? Coi nè, cái này mà khách họ tới nhà họ cười thúi đầu. Tôi nói hoài mà hai cái lỗ tai bà để đâu? Bà đem vô bà rửa làm tôi đi. Để gì mà coi được hả? Rồi bà đi đâu đó? Ly tôi mới rửa đem ra. Ông chê thì bây giờ tôi đem tôi rửa lại. Thôi bà để đây đi. Bà đi có tới chiều. Để nhà nhà vậy. Đừng để lên đầu tôi. Mặt thấy ghét. Mấy ngày nay hãy đi thì thôi, về nhà là ông kiếm chuyện à. Ông la ông rầy hoài. Thiệt, riết rồi tôi chịu không nổi với ông nữa đó. À, tôi ham kiếm chuyện lắm. Bao nhiêu chuyện dồn dập tới nhà, tôi xấu hổ lắm rồi. Cũng tại bà hết. Tại tôi là tại tôi làm sao? Tại sao trước đây người ta mai mối tới đây người ta hỏi bà không chịu gả? Trời ơi, con nó không ưng mà ông biểu tôi gả là gả làm sao? Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên. Ao mặt sao qua khỏi đầu. Ở trong nhà mà có con gái không khác nào như hũ mắm treo đầu vàng. Thôi ông ơi, ông đừng có nói bậy như vậy mà. Như vậy là tốt đẹp chứ bậy cái gì? Tôi không nói xấu, mà tôi cũng không có nói tốt. Nhà mình vô phước thì mình chịu, còn ai khen chê gì á thì kệ người ta ông ơi. Mấy ngày nay tôi lo chạy đôn chạy đáo, lo cứu vãn cái tình hình này. Tôi dò hỏi thằng Bích rồi, nó nói nó còn thương con Nguyệt lắm. Chuyện xảy ra là tại cái thằng quỷ kia kìa. Bây giờ mà con Nguyệt suy nghĩ lại, nó cũng cứ như thường.
Thôi được rồi, để tôi kêu con Nguyệt ra cho ông hỏi nó. Không cần hỏi, nó làm nhục tôi với bà, bây giờ nó phải chuộc lỗi nó lại, bằng không là tôi giết nó chết. Ông à, ông sao nóng quá à? Ngài lớn tuổi rồi, ông dằn bớt lại đi ông. Ông nghe tôi nói nè, chém con á mình chém đằng sống, chứ ai nỡ chém đằng lưỡi bao giờ đâu ông. Tôi bầm nó chứ nói chuyện. Ông ơi, ông quẩn quẩn lại đi, để tôi dỗ ngọt. Không có dỗ ngọt, tại bà mới ra nông nổi, chứ bà để tôi dạy nó sớm thì không ra nông nổi này. Lần này mà bà còn dung dưỡng nó là tôi bỏ nhà tôi đi luôn à. Thôi thôi, để tôi kêu nó ra đây cho ông hỏi nó. Nguyệt à, Nguyệt. Dạ. Dạ. Dạ thưa ba. Dạ thưa má kêu con. Đứng xin ra dựa hơi hả? Mấy ngày nay con suy nghĩ kỹ chưa? Tại tao với mẹ mày cho mày ăn học nhiều chừng nào mày hư nhiều chừng nấy. Tại sao mà cha mẹ định mà con không ưng? Con trả hiếu cho cha mẹ vậy đó hay sao? Dạ thưa ba má, việc hôn nhân là việc hệ trọng suốt một đời của con. Con xin ba má quẩn lại 10 hôm nữa. Còn những việc khác thì con hứa là con sẽ nghe theo ba má hết, dầu có chết con cũng nghe nữa. Con à, má thấy được lắm rồi, con đừng hẹn lần hẹn lửa nữa con. Bộ con chê nó hả con? Má, má hỏi con khó nói quá à. Có gì đâu khó, thì mày cứ nói là dạ thưa má, vì con thương anh kia, con chê anh này, chứ bộ con đuôi như má sao con không thấy. Ủa sao kỳ vậy? Tự nhiên chuyện của con cái rồi các ông mắng tôi vậy đà. Tôi mắng bà chứ mắng ai? Tôi giao nhà cửa cho bà, bà là đàn bà thì ở trong nhà con cái bà phải dạy dỗ. Tôi biết con gái nó lớn thì học chữ nho đi, nó thiêu thùa bếp núc. Bà cãi tôi, bà cho nó học chữ Tây. Đó, chữ Tây đó, bây giờ nó vậy đó. Ông ơi, ông nói vậy là nghe không phải rồi đó. Không phải sao? Tôi cho con nó đi học là để nó hiểu biết với người ta. Hiểu biết cái gì? Như tôi vậy không hiểu à, 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 thôi 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 tôi biết rồi. Bà nói như vậy là bà chê tôi chứ gì. Học như nó mới là phải, còn như tôi lại ngu là dạy phải không? Trời bà ơi, dạy con vậy đó phải không? Bây giờ bà lướt quyền tôi phải không? Bà là đàn bà mà, bà vậy đó hay lắm phải không? Thôi, ông muốn làm gì thì ông làm đi, ông đừng có la tôi nữa. Dạ, dạ thưa ba, con có lỗi thì ba rầy, ba đánh con, chứ ba đừng nói gai gắt vậy, tội nghiệp cho má với con á ba. Phải rồi, má mày bên mày, rồi mày bên má mày, vậy vừa lắm. Con cái thời nay hết nói nổi ba. Rồi tới nữa. Dạ thưa ba, con đi chơi mới về. Sướng không? Ở nhà bao nhiêu công chuyện, đi chơi mới về, trời ơi là trời, con với cái hết nói nổi, hết nói nổi. Dạ thưa ba cho con nói. Ai cho mày nói? Tụi bay là con, chỉ cúi đầu nghe, chỉ có tao mới được quyền nói. Thưa ba, chị em tụi con lớn rồi, ba cho tụi con đi ăn học là để mở mang trí óc, thì bây giờ ba cũng cho phép tụi con nói lên những điều tụi con hiểu biết. Chứ sao mỗi lần tụi con mở miệng ra là ba cứ đàn áp tụi con hoài vậy? Đàn áp sao mày? Tụi bay có biết tụi bay là con không? Biết không? Dạ biết. À biết thì phải nghe, phải vâng lời, không được quyền nói. Không có gì để tụi bay nói. Dạ thưa ba, thời buổi bây giờ con thấy trai gái nói chuyện nhau rất là bình thường, đâu có gì dữ dội đâu mà ba lên án nặng nề dữ vậy ba. Trời đất thánh thần ơi, trai gái nó nói chuyện với nhau khủng khiếp như vậy mà mày cho là bình thường. Trời ơi, vậy mà khủng khiếp. Tại tối ngày ba ở trong nhà không chịu ra đường, nhất là những đêm tối trời có trăng ba biết không? Ở bờ đê có cặp như ếch vui lắm ba ơi. Trời đất thánh thần ơi, rồi cái câu nam nữ thọ thọ bất tương thân nó chết rồi sao? Nam nữ thọ thọ bất tương thân hả ba? Cổ lỗ sĩ quá rồi ba ơi. Trời ơi, cổ lỗ sĩ hả? Ta cho mày ăn học tốt bao nhiêu tiền bạc, rồi bây giờ mày nói tao là cổ lỗ sĩ. Mày làm gì? Mày muốn đá tao phải không? Dạ con đâu dám ba. Chớ mày làm gì đó?
Dạ không phải, tại con đi lỡ bước con thấy ba con đứng lại á. Bây giờ mày muốn gì? Muốn qua mặt chốc tao phải không? Dạ thưa ba, dạ buồn con ở bên này nè. Đi vô, đóng cửa lại. Nguyệt, nghe ba hỏi, ba phải dạy con. Con hư lắm, cái thằng đó nó dụ dỗ con thế nào? Mày nói cho tao nghe coi. Dạ, dạ thưa ba, người ta không có dụ dỗ con mà. Ai làm mai làm mối cho mày? Dạ, không ai làm mai mối hết. Tại sao mày gặp nó ngoài bờ sông? Dạ, dạ tại, dạ. Sao? Dạ, dạ, dạ tại con đi qua nhà nhỏ bạn, cái con quẹo ngã đó, cái con gặp. Tại sao mày quẹo? Mày không đi nhà khác mà mày quẹo ngã đó? Mày cố tình hả? Rồi hai đứa mày gặp nhau nói gì với nhau? Nói hết cho tao nghe coi. Dạ, dạ thưa ba, dạ, dạ con nói. Nói cái gì? Dạ nói. Dạ. Nói sao? Dạ anh Minh ơi. Rồi nó nói làm sao? Dạ, dạ cái anh nói. Nói làm sao? Dạ nói. Nói sao? Dạ ơi. Vậy là tụi bé chửi lộn rồi. Rồi có bao nhiêu đó thôi à? Dạ, dạ rồi anh nói. Anh nói sao? Anh nói con lại ba. Nó nói con lại ba hả? Ba ơi, thà ba đánh con chứ ba đừng bắt con phải nói ra những lời đó. Cúi xuống. Dạ. Cúi xuống. Dạ. Ba đánh con 20 rồi, để con nhớ cái câu khuê môn bất xuất ha. Ba. Nhớ nè. Ba. Dạ thưa ba. Cái gì? Dạ thưa ba có khách. Khách nào, ai mời? Dạ con thấy ông vô, cái ông xô cửa rào, ông bước vô à ba. Mày không thấy tao đang dạy chị mày đây sao? Dạ tại ông vô đại mà ba. Vô đại thì mày tiếp đi, còn mày đi vô. Dạ bữa nay ba cho con làm người lớn bữa hả ba? Bây giờ tao cho mày làm người lớn, chút nữa khách về mày cúi xuống. Ba, con đâu có làm gì nên tội đâu ba. Hơi nặng, thấy hơi nặng. Mới bước vô nhà cái thấy bầu không khí nó nặng nề. Vậy mà nó bắt tôi phải lặn lội xuống đây cho nó vừa lòng. Thiệt là con với cái. Ở đây không phải nhà quan chức chủ à nghe. Ồ, bạc đồng. Bonjour chú em. Sao pháp gian? Dân ruộng chúng tôi rất hiếu khách. Nhưng ông cũng phải tôn trọng người ta. Hả? Ở đây chúng tôi có câu thà mặn như nước biển và ngọt như mưa nguồn. Nước mặn để làm muối, nước ngọt thì để trồng lúa. Chứ đừng có lơ lớ, mặn không ra mặn, ngọt không ra ngọt, tôi coi như đồ bỏ. Cái thứ mặn không ra mặn, ngọt không ra ngọt, lơ lớ xài không vô phải không chú em? Dạ, bởi vì tay thì phải cho ra tay, mà ta thì phải cho ra ta. Chứ đừng có nửa nạt nửa mỡ, lai căng pha trộn nghe hỏng lọt lỗ tai. Khá lắm. Ê toa à, quên quên. Chú em làm nghề gì? Dạ tôi còn đi học. Vậy à? Vậy mà tôi tưởng chú em làm nghề sửa lưng đó chứ. Ông nói vậy là sao? Vì chú em thì còn ít tuổi mà nhiều nhức nhối, giống như một nhọt vậy. Câu nói của chú em có kèm theo cái lưỡi câu để móc họng người ta. Xin lỗi ông là ai? Ông sấn xả vô nhà người ta, ông tìm ai vậy? Chú em qua từ xa xôi lặn lội tới đây muốn hỏi thăm nhà ông cả. Hồi nãy có người chỉ qua vô lộn nhà ông Hương thôn nào đó. Mà cũng may, rất may là nhờ gặp cậu Bích đó mà qua được biết thêm nhiều điều thú vị. Và cậu Bích có chỉ qua tới đây, qua muốn hỏi cho chắc ăn có phải đây là nhà của ông cả, ba của cô Nguyệt không vậy chú em? Xin lỗi, ông bà con hay là gì? Không có bà con gì hết. Vậy chứ ông tìm ông cả đi làm gì? Tôi cần gặp ông cả có vài chuyện cần bàn vậy mà. Vậy mời ông ngồi, tôi mời ông cả ra nghe. Merci. Kìa ba tôi ra kìa.
Ông cả đây là papa của chú em đó. Bonjour, monsieur. Xin lỗi ông, tôi thủ cựu bài tân. Tôi đã cựu nghinh tân. Nhân bất học bất tri lý, học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Có nghĩa là người không học không hiểu lẽ phải, phải không ba? Giống hệt nhau. Hân hạnh kính chào ông Hương cả. Không dám, chào ông, mời ông ngồi. Merci. Dạ, mời bác dùng nước. Merci. Có phải cô đây là cô Nguyệt không ạ? Dạ. Très bien. Nè ông, tôi muốn hỏi ông một điều là giữa tôi với ông cả hai đều không quen. Đúng vậy. Ông cảm phiền cho biết rõ họ tên. Tôi không mời cũng không thỉnh. Ông đến nhà rất là ngang nhiên, làm cho tôi chẳng được yên. Tôi là chú hiệu Ba Sa phát đạt, trên thương trường thì danh tiếng đã nhiều năm. Mặt ai khơi trong gạn đục, tôi chỉ hơn thua việc lời hay lỗ. Miễn sao cho vốn một thành mười. Thì ra ông tới đây dạy tôi ăn theo thở, ở theo thờ. Không, tôi muốn biện giải một đôi lời. Tôi sốt ruột lắm rồi, ông đừng dài dòng lâu thôi. Thằng Minh con của tôi, nó có học mà nó lại vô nghị. Con gái ông chẳng có ra gì, ta nên minh bạch kẻo miệng đời thị phi. Ông nên nhớ thằng Minh con của tôi, trong gia đình là một đứa con ngoan. Ở trường nó học chăm, nay nó xong mùa thi cử. Càng hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Con ông ngoan hay quan đàn cũng mặc, tôi đâu có nhận lui tới phụ thân. Lời nói của tôi như là đinh đốc mộng. Dầu cho sao trời giấc đổi, nhưng mà lòng tôi nhất định không đổi dời. Bọn trẻ ăn chưa no, lo chưa tới, thật là đáng đời. Nhưng bài học đã lỡ thời, buộc lòng tôi phải lặn lội tới đây. Nhưng tiếc rằng câu chuyện kia đã giải quyết xong rồi, ông nói nữa thêm uống lời. Tôi muốn đòi món nợ ông đã dây. Nợ? Nợ gì? Danh dự. Danh dự? Phải. Cách đây mấy hôm, ông sửa trị thằng Minh con trai tôi, và nghe đâu ông chửi cha mắng mẹ nó là không biết dạy thì phải. Tại vì cha mẹ nó không biết dạy để nó dụ dỗ con gái người ta. Merci. Nhưng thưa ông Hương cả, nếu chỉ một mình thằng Minh con trai của tôi thì ông không thể ghép nó vào cái tội trai gái được. À, tất nhiên. Như vậy hôm nay tôi muốn đòi lại sự công bằng, phải có qua có lại mới toại lầm nhau chứ. Như vậy là sao? Xin phép cho tôi được nói với cô Nguyệt vài lời. Cứ nói. Mời cô. Cô Nguyệt à, tôi thì không theo luận điệu sặc mùi lễ giáo như ông thân sinh của cô. Vì tôi là người có óc thực tế. Cách đây mấy hôm, tôi đã tính cho con trai của tôi xong rồi. Nhưng tôi vẫn lặn lội xuống đây để tôi bỏ lên bàn cân tôi cân. Có bên nào nặng là tôi lấy, bên nào nhẹ thì tôi quăng. Nhưng rất tiếc, khi tôi đến đây thì tôi hoàn toàn thất vọng. Vậy thì bây giờ tôi có thể tóm tắt với cô thế này, là tôi sẽ cưới vợ cho con trai tôi. Nhưng chắc chắn nàng dâu tương lai của tôi không phải là cô. Vì cô là con của một gia đình có tiếng mà không có miếng. Mong cô thông cảm cho. Nếu không có gì cần bàn nữa thì xin phép. Khoan khoan khoan, ông còn muốn nói gì nữa? Ông làm ơn giải thích cái câu có tiếng mà không có miếng là sao. Câu đó nặng lắm. Cũng dễ hiểu thôi. Chắc ông cả cũng biết là hễ thùng rỗng thì kêu to. Mà sở dĩ nó kêu to là vì nó không có cái gì trong đó hết. Ông xưa tôi nay, hai nếp sống cũ và mới khác nhau, khó mà hòa hợp được. Đúng vậy, tôi xưa đâu. Nhưng mà cái xưa của tôi là ông bà mấy ngàn năm để lại. Còn mới là gì? Là ngoại lai lố lăng cho người phu lang xa du nhập. Hay ho gì mà đã cựu nghinh tân. Thưa ông Hương cả, tôi và ông đang sống với chế độ thuộc địa. Chứ
sắc của ông đang mang hiện giờ là do nhà nước Pháp ban cho. Nhưng mà ông mắng tôi là ôm chân Pháp, nhưng ngẫm lại thì ông cũng đang bợ cẳng tay, có khác gì tôi đâu. Nhưng mà cái cách của ông chọn rể không khác gì cái cách của tôi chọn dâu. Nên vừa rồi mới vào nhà cậu Bích, tôi mới biết ngay là ông sẽ đắc co với cậu con trai nhà giàu đó rồi. Ô là là, giảng sĩ chỉ ưu tiền, hay ho gì mà thủ cửu bài tân ông cả. Nhưng mà ông không được xen vào chuyện nhà người khác. Đúng vậy, chúng ta không nên vạch áo cho người xem lưng, vì lưng của chúng ta toàn là những vết sẹo xấu xa bỉ ổi. Ông câm miệng lại. Ông cũng câm miệng lại. Nhưng mà tôi nếu còn to tiếng, thiên hạ sẽ phỉ dỗ vào mặt. Vào mặt ông, vào mặt của chúng ta. Có lẽ câu chuyện đến đây đã tạm đủ rồi. Tạm biệt. Bay đâu, ra quét cái nhà giùm tao coi. Phải. Ông nên quét cho hết những rong rêu còn động lại. Vĩnh biệt. Ai dơ? Ai dơ biết. Gì đây? Có lẽ bây giờ chú em không còn cho tôi là lơ lớ nữa chứ. Sự lố lăng đó đi chấm dứt là vừa. Mời ông đi ra khỏi nhà tôi. Vĩnh biệt chú em. Mày nín đi. Tao biết mày nín đi. Chưa sáng mắt xong còn khóc nè Nguyệt. Dạ. Tao đã quyết định rồi, mày phải lấy thằng Bích. Ba. Mày phải lấy thằng Bích. Tao sẽ bán nhà, bán cửa, bán ruộng đất làm đám cưới cho mày lớn nhất từ trước tới nay. Ba ơi, con lại ba mà ba. Con không thể nào ưng anh Bích được. Mày phải ưng thằng Bích. Ba. Nếu mày cãi tao thì mày sẽ chết với tao. Chuyện gái trai làm xấu hổ cả nhà, thật là vô phước. Sanh con đúng là con hư mà. Cũng tại mẹ mày quá ư chiều chuộng. Từ nhỏ tới giờ mới ra nông nổi, bạn bè giao du nhiễm vào khói hư mà. Xin ba bữa cơn nóng giận, lẽ nào con đủ trí khôn mà nhắm mắt đưa chân. Mày không ưng hả? Tao bắt mày phải ưng. Việc hôn nhân tao đã tính xong. Một khi ba quyết định, con dám đâu cãi lệnh. Nhưng cùng lại ba, hôn nhân là hệ trọng, xin ba suy xét lại. Tao không cần suy xét. Bây giờ tao hỏi mày, có bằng lòng ưng thằng Bích hay không? Hả? Ba, trả lời. Dạ con. Bằng lòng hay không? Nếu mày không bằng lòng, tao sẽ bỏ nhà tao đi cho mày vô lòng. Ba. Bằng lòng không? Dạ. Hả? Con bằng lòng. Ngày mai tao sẽ nói chuyện với đàn trai. Đám cưới sẽ cử hành nội trong tháng này. Tân, đại biểu rồi mày. Ba không đánh con nữa đâu. Con xin lỗi ba, con không dám vậy nữa. Hồi nãy ba đánh con có đau không? Sưng gò má rồi nè ba. Tại ba nóng quá. Thôi để ba cho tiền uống thuốc ha. Nè, để ba lo đám cưới chị hai con xong rồi ba hỏi vợ cho con ha. Đám cưới chị hai con chừng nào vậy ba? Nội trong tháng này con à. Nội trong tháng này hả ba? Vậy ba phải cho con xin 20 rồi nghe. Chi vậy? Chứ ba nghĩ coi, đám cưới chị hai con mà ba cho con ăn bận gì coi sao được ba. Ha. Bữa đó con gái tới đông ha. Dạ. Mày giống tao hồi nhỏ. Bộ con giống ba hả ba? Vậy ba cho con xin 40. Vì mới 20 giờ lên tới 40 mày. 20 là 20 mai đồ mới ăn đám cưới chị hai. Còn 20 là con giống ba. Giống ba thì phải có giày, có vớ, có cài vạt, có dầu thơm, mua dầu bilintin sức cho cái đầu láng láng ba. Nếu mày giống tao, mày phải mặc áo dài khăn đóng giống tao chứ. Trời ơi, áo dài khăn đóng. Ba ơi, đem vô viện bảo tàng là vừa rồi ba. Tổ cha mày, không có tao sao có mày. Nè. Dạ. Tiền nè. Dạ. Đám cưới nói vô không được bàn ra. Đám cưới nói vô không được bàn ra. Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp ra ngoài. Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp ra ngoài. Gì cho chắc ăn. Vô mời má mày ra đây. Dạ. Nãy giờ ông nạt nộ tôi,
ông làm hùng làm hổ với con. Kết quả tới đâu rồi ông? Bà hỏi thiệt không? Tôi hỏi thiệt mà. Thì tôi cũng nói thiệt. Phần tôi xong rồi, phần bà củi lửa bếp núc. Đám cưới con Nguyệt sẽ lớn nhất từ trước tới nay. Ông nói thiệt? Tôi nói thiệt. Coi chừng, coi chừng à ngang ông. Coi chừng gì? Tới chừng đó rồi cái ông bắt tôi ông đem gả thế nó. Bộ bà muốn chồng lắm hả? Đoan già đoan non thì giỏi, dạy dỗ con cái thì hư. Nếu bà thấy đám cưới cực khổ thì bà xúi nó đừng lấy một bích, rồi bà với nó cuốn gói theo trai luôn. Ông nói vậy nghe sao phải? Tôi đã bạc đầu vì con rồi mà. Tôi không hiểu tánh nết của con sao ông? Ông ơi, ông để chậm chậm đi, rồi tôi khuyên nó. Tôi nín. Bà chỉ cúi đầu nghe chứ không có quyền nói. Bổn phận của đàn bà là cái nhà bếp. Tình cảm của má đây cũng bắt đầu thay đổi.
của má như trời như biển. Biết bao giờ con mới đền đáp được. Nguyệt ơi, ngày trước má cũng nói như con, nhưng từ khi sanh con ra, má phải đầu tắt mặt tối vì những công việc dạy con. Nhưng má nghĩ hễ tốt trước thì phải lo cho tốt sau. Rồi đây con cũng có bổn phận với con của con sau này. Thôi, khuya rồi, con đi nghỉ đi con. Chút nữa con vô. Nguyệt ơi, dạ, mà chỉ có một mình con là gái à nghe Nguyệt. Lỡ cũng có bề nào, chắc má chết rồi Nguyệt ơi. Má ơi, khuya rồi. Tôi nghe rồi, tôi vô liền nè ông ơi. Má, cách mấy hôm tôi đã tính cho con trai tôi xong rồi. Vậy là anh Minh đã mày đừng tưởng cái bằng cấp RV của mày là ngon nha. Chưa ngon đâu con. Muốn làm ông này ông nọ phải biết nghe lời tao đây nè. Ba, con yêu Nguyệt, con xin ba hãy đến gặp gia đình của Nguyệt đi ba. Tao sẽ đi thử coi. Chứ gia đình của Dung giàu có, nó hứa giúp ba trang trải nợ nần và lo tương lai cho mày đó. Ba ơi, cưới vợ giàu để nhờ giả bên vợ là hèn. Con không có thích như vậy đâu ba. Không có quan trọng gì hết đó. Con không thích nhưng ba thích là đủ rồi. Ba, con không bao giờ có hạnh phúc đâu ba. Sao vậy? Con nên nhớ trên đời này quý nhất là sinh mạng, sau đó là tiền bạc nha. Nhưng mà con lại nghĩ khác ba. Thôi đi, mày cãi ý tao thì mày sẽ chết với tao. Chuyện hôn nhân quan trọng chỉ một phần, mà trúc lính phải xuống tàu đi tay, đó mới là chuyện đáng lo. Cái tuổi của mày làm sao tránh được nếu không lo trước bây giờ. Bạc tiền đúc lốt mày sẽ sang thế mạng cho tay. Ba ơi, thà là con mất đi cho biệt dạng còn hơn là phụ bạc người ta. Thiệt là cái thứ không biết lo xa. Cuộc chiến tranh thế giới đã nổ ra, mấy năm nay lận đận nợ nần quá nặng. Mày không giúp tao, gia đình mà khánh tận thì tao đành tự giận. Ba, ba ơi, tội nghiệp con mà ba. Minh. Dạ. Con thương ba, muốn trả hiếu cho ba thì tình yêu của con với Nguyệt, con phải chôn nó vào trong nấm mồ dĩ vãng đi con. Không, không, ba ơi. Ba, Nguyệt, Nguyệt. Chị hai, khuya rồi sao chị không ngủ? Ủa chị hai, bộ chị tính trốn ba má à chị hai? Phải, chị định trốn đi em à. Chị bỏ nhà mà chị đi đâu? Đi đâu? Chị cũng không biết sẽ đi đâu nữa. Chị hai, tuy ba nói vậy nhưng chị cũng quẩn lại ít ngày đi rồi tính nha chị hai. Không thể quẩn được em à. Sao vậy? Vì chị không đi nổi đêm nay. Để mai ba qua nhà đàn trai bàn tính đám cưới còn rắc rối hơn. Giả lại trước sau gì thì chị cũng phải đi. Chị,
Chị không thể ở lại được em mà. Sao vậy? Nhà mình ở có gì đâu chị sợ. Nói ra thế nào em cũng buồn trách chị, nhưng mà không nói ra thì làm sao em hiểu hết những nỗi khổ tâm của chị. Việc gì vậy chị hai? Tân à. Dạ. Sự yêu đương giữa chị và anh Minh, kết quả. Kết quả là sao? Kết quả là chị. Chị sao? Chị đã có một bào thai trong bụng. Hả? Chị có bầu hả chị hai? Phải. Chị có thai gần 2 tháng rồi em mà. Trời ơi chị hai ơi, chị làm em bất ngờ quá. Em không biết nghĩ ra cách nào giúp chị bây giờ. Cũng tại em hồi đó thài lai đưa thơ chi rồi bây giờ khổ gì nè. Chị hai à, ba có chức sắc lớn nhất vùng này. Ba mà hay chuyện này chắc ba giết chị giết má chết quá chị hai ơi. Mà chị đi gì nè, rồi chị ăn ở đâu, chị sống làm sao, chị có tiền có bạc gì không? Chị không có tiền em mà. Không có tiền rồi sao chị đi? Chị hai, em cho chị 20 nè chị hai. Tân, tiền ở đâu mà em có nhiều vậy Tân? Tiền ba cho em may quần áo mới để dành ăn đám cưới chị đó. Đám cưới của chị? Dạ. Thôi em cất đi. Chị không lấy tiền rồi tiền đâu chị đi xe? Tiền đâu mà chị sanh sống? Em nghĩ tới hoàn cảnh của chị ra đi một thân một mình bơ vơ, em chịu không nổi chị hai à. Chị lấy tiền đi. Chị không có tiền, người ta đâu có cho chị vô nhà bảo sanh. Lấy đi chị hai. Tân. Dạ. Tân ơi, em đừng khóc nữa. Em đâu có khóc mà sao nước mắt nó chảy hoài, cầm không có đặng. Nè, chị lấy tiền đi chị hai. Tân ơi. Dạ. Chị xin nhận số tiền. Như đón nhận tấm lòng chân thật của đứa em, như phận mình đã xa kể gì bước trung chuyên, những nát ruột xé lòng khi cha mẹ già tuổi cao. Chị hai ơi, em xin trước sau công việc trong nhà em thay chị lúc đi rồi, cha mẹ già em lo. Tình chị em ruột thịt sẽ gặp lại sau này, ngăn nước mắt giả từ em ơi. Con chị đi. Yeah.
viết thơ về thăm em như vậy chị à? Chị à, ba ơi. Ba ơi, chị hai à. Chị sao vậy chị hai? Chị đâu có sao đâu. Chị ngồi viết thơ gửi về cho em chị. Chị mũi lòng kìa. Hảo, sao mặt mày bầm tím hết trơn vậy? Em té ở đâu vậy? Để chị xức dầu cho. Té ở đâu vậy em? Em không có té đâu chị hai. Chứ sao vậy? Hồi trưa này nè, em đi đánh dài đó, có cái thằng cha ăn mặc coi bảnh lắm chị hai. Từ trên xe kéo bước xuống, mặt mày của nó sai đỏ như ha. Nó kêu em đánh dài cho nó. Đánh xong hả, nó khoát tay nó đuổi em đi. Tức quá, em chạy theo em đòi tiền nó, nên nó thô như mặt em vậy nè. Trời ơi. Rồi nó còn đá vô bụng em nữa. Đau quá, em mới lết ra gốc cây em ngồi đó. Đến chiều, sực nhớ nhà mình hết gạo đó chị hai. Em mới chạy qua nhà thím Sòi mượn đỡ một lon gạo về hai chị em mình nấu cháo ăn đỡ, rồi ngày mai em tính nghe chị hai. Hảo à. Dạ. Em tốt với chị quá. Không biết bao giờ chị mới đền đáp được ơn này. Em à. Dạ. Em đỡ đau chưa? Em hết đau rồi chị hai. À mà không có sao đâu. Coi chị đó, ân nghĩa gì không biết nữa à. Chị nhớ hồi đó chị lo cho má em mà sao. À chị hai à, hồi sáng này nè, chị đi làm khai sanh cho bé được không chị hai? Người ta không nhận em mà. Sao kỳ vậy cả? Hảo ơi. Dạ. Chị nhờ em việc này nghe. Việc gì vậy chị hai? Nè Hảo à. Dạ. Bây giờ em đem cái áo này nè, em đem cầm hoặc bán luôn cũng được, rồi lấy tiền trả cho thím Sòi giùm chị đi. Chị hai, bao nhiêu quần áo cầm bán hết rồi, lấy cái gì mặc hả chị hai? Thôi chị cất đi, ngày mai em đi đánh dài á, thế nào cũng có tiền trả mà chị hai. Chị cất đi nghe chị hai nghe. Không có sao đâu, mai mốt chị khỏe, chị đi làm có tiền sắm lại cái khác mấy hồi. Nghe lời chị đi em, rồi lấy tiền trả cho thím Sòi đi nghe. Đi. Thôi. Đi em. Thôi vậy em đi nghe chị hai. Nè. Dạ. Đi mau rồi về ăn cơm. Đi đi em. Dạ. Mời ba ngồi. Dạ thưa ba, má con vẫn mạnh hả ba? Thằng Tân nó vẫn còn đi học hả ba? Con sanh bao lâu rồi? Dạ chừng một tháng rồi ba. Nhà của ai đây? Dạ thưa ba, nhà của bác Năm. Bác ấy chồng chết từ lâu, thấy hoàn cảnh của con đơn chiếc nên mới cho con ở đậu. Cách đây mấy tháng bác đi bán chè, bị mã tà đánh đau liệt giường mấy ngày, sau thì bác mất.
Bác có đứa con trai hàng ngày nó đi đánh giày đó ba. Từ ngày con bỏ nhà đi đến nay, con làm gì để sống? Dạ, con đi ở mướn cho người ta, nhưng vì công việc nặng nhọc quá con làm không nổi, cho nên con bị chủ đuổi. Thưa ba, sao ba biết con ở đây vậy ba? Con có gửi thơ về cho thằng Tân phải không? Vô tình ba bắt gặp nên ba mới lặn lội tìm con. Dạ thưa ba, má con vẫn mạnh hả ba? Thằng Tân nó vẫn còn đi học hả ba? Thằng Tân nó nghỉ học lâu rồi, vì nhà cửa không ai lo. Còn má con? Má con đang hấp hối. Cái đêm mà con bỏ nhà trốn đi, sáng ra má con hay được, má con ngất xỉu, má con nằm liệt giường cho đến bây giờ. Tội nghiệp bà, không ngày nào mà không nhắc tên con. Gia đình mình bắt đầu suy sụp rồi Nguyệt ơi, tiêu tan hết rồi. Trời ơi, phải chết được ngay bây giờ. Ba sợ nhất là mỗi khi có ai hỏi đến tên con, ba phải cúi đầu nói dối. Ba nói con Nguyệt nó qua bên dì Tư của nó, vì chỉ cần một sơ hở nào đó thôi thì mọi cặp mắt sẽ nhìn vào, và từ đó dư luận sẽ lan rộng ra tất cả những gì tồi tệ xấu xa. Thì còn gì là danh giá của gia đình? Vì nghĩ như vậy, ba che đậy được ngày nào hay ngày đó. Nguyệt, ba má đã già lắm rồi, con đừng để ba má phải chết lần chết mòn vì sầu khổ nghe con. Thằng Minh nó có vợ lâu rồi, con biết không? Dạ biết. Nó đang sống trong giàu sang hạnh phúc, con biết không? Dạ biết. Con nghĩ có khi nào nó nhớ tới con không? Dạ, con cũng không biết nữa ba. Theo ba thì có, nhưng đó chỉ là một kỷ niệm qua đường. Trong khi người ta đang sống sung sướng như vậy mà con phải trốn cha trốn mẹ vô một mang nhà cửa, sống một cuộc đời rách nát và sinh con ra trong cảnh tồi tàn. Nguyệt, bà xấu hổ quá con, nhục nhã lắm rồi. Từ ngày con đi cho tới nay, ngày nào má con cũng trách ba, ba cũng trách má con. Ba lặn lội tìm con, vậy con phải nghe lời ba nghe con. Con nghe lời ba, con đem con của con mà con giao cho nó. Quan gia nó phải nhận nghiệp chứ nó phải mang con à. Má ơi, má thương con. Ba thương con mà ba cũng thương cho danh giá gia đình. Ba không muốn ai cười chê phỉ nhổ. Nguyễn, con có thương ba không con? Dạ thương. Ba đánh ba chửi con hoài mà con không ghét ba sao con? Dạ không, con có lỗi với ba nhiều. Con thương má con không? Dạ thương. Má con đang hấp hối kìa, mai mốt má con bắt con về để tang sao con? Dạ thương ba con. Con về, con có thể bồng đứa nhỏ này về được không? Không bao giờ, không bao giờ. Con mà bồng nó về ba chết liền nghe con. Má con thương con, ngày nào má con cũng nhắc con, vậy mà con chưa bưng cho má con một tách nước, một chung trà để trả ơn cho cha mẹ. Con có hiếu như vậy đó sao Nguyễn? Má ơi, con sẽ về,
Con sẽ về con lo cho ba. Thái, con sẽ về lo cho ba. Thái, nhưng ba thương con. Ba thương con. Ba thương con thì ba đừng bắt con phải xa lìa nương ruột mà con đã mang nặng đẻ đau. Ba thương con thì tại sao con cũng có quyền thương con của con là ba. Ta, con đừng hỏi ba câu đó. Con nên hỏi cái quân nào đã làm tan nát gia đình, đã làm cho con đau khổ. Cái của nợ vô thừa nhận, nó phải nhận. Còn con là máu thịt của ba, mà người ta làm tan nát cuộc đời. Nếu ngược lại con là ba thì con nghĩ sao? Nguyệt, ba lại con mà Nguyệt. Ba lại con mà. Ba ơi đừng ba ơi, con lại ba. Con lại ba. Tôi nghĩ con mà ba. Trời ơi con tôi. Ba, con nghĩ sao con? Con có về với ba không? Nếu không về thì sẽ mang tội bất hiếu với mẹ cha, mang nuôi con trời ơi. Ba, ba ơi, con sẽ nghe lời của ba. À, ba sẽ đi với con đến nhà nó nghe con. Ba, à, không không, ba sẽ đứng trước cổng rào thôi con. Ba chờ, ba rước con về nghe con. Về với ba nghe con. Con sẽ về với ba. Về với ba. Mình ơi, mình mệt à, mình uống chút nước chanh cho khỏe nghe mình. Để đó cho anh đi. Trở trời, mình không chịu trong người phải không? Để em sai chú Bốn mua sâm về cho mình uống nghe. Thôi khỏi em à, tại vì anh không quen việc mua bán với khách khứa, cho anh có đau ốm gì đâu. À, mình à, hay để em nói với ba mướn ai về đây tiếp mình nghe. Ba không có tin người lạ. Ừ, vậy rồi kéo dài năm này qua năm nọ thì làm sao mình chịu nổi? Thời buổi khó khăn, nhiều hiệu buôn khác đang chèn ép với ba. Nhưng ý của mình á, mình không thích chuyện mua bán mà. Ừ, thì anh không có thích. Nè, ngoài vẻ mệt mỏi ra, em thấy mình còn suy nghĩ một điều gì đó, đúng không mình? Không, anh vẫn như thường, chứ có suy nghĩ gì đâu em. Thôi, mình đừng có giấu em. Là một người vợ biết yêu thương chồng, ngoài chuyện ăn ở phải hết lòng. Nếu thật và sống đời với nhau, trước sau điều chi em lầm lỗi, anh dạy em sửa đổi ăn năn, vậy mới vui có tâm đầu ý hợp. Ta từ khi kết duyên tơ tóc, nguyện cùng nhau càng lệ bách niên. Phước nhà anh gặp được vợ hiền, gia đình chồng mỗi mình em lo liệu. Khó khăn gì cũng tự đảm đang, em sắp đặt đâu đó đàng hoàng. Đúng em là một người nội trợ, lo cho trong ấm ngoài em. Ở bên anh nhiều khi em muốn hỏi, nhưng ngại ngùng không tiện hé môi. Sao mà mở miệng chẳng ra lời vậy? Chuyện gì thì em cứ nói ra đi. Vậy ha, vậy anh đừng cười em hạch hỏi bông lông. Trước khi vợ chồng mình đám cưới, anh có yêu người nào khác hay không? Ê, có không?
yêu người nào khác hả? Dạ, là mình có tình với một người thiếu nữ nào đó trước khi mà mình cưới em đó. Mà thôi đi, em hỏi chuyện đó để làm gì? Ấy, em muốn biết sự thật, mình đừng có giấu em. Em muốn biết sự thật à? Dạ. Có không mình? Có không? Không. Có không? Có. Em không tin đâu. Sao em lại không tin? Tại vì theo em á, thì không có một thanh niên nào trước khi có vợ mà không có một người tình, trừ khi cái anh đó ảnh xấu tệ, thiệt là tệ, thành ra phải thương trộm nhớ thầm. Chứ còn đẹp trai như mình nè, có duyên như mình nè, mà nói không á thì vô lý lắm. Thì cũng đúng. Nhưng mà em có biết tại sao không? Em biết chứ. Tại vì tạo hóa xã hội bất công đối với phái nữ, lúc á thì ràng buộc nghiêm khắc, còn đối với những người đàn ông á thì dung túng tự do. À, mình ơi, em thấy nhiều nơi ha, có một chồng mà tới hai ba vợ lận đó. Em chịu vậy không? Em phản đối. Em muốn một chồng một vợ thôi à. Vậy là em tham lắm đó. Sao mình nói em tham? Anh xin lỗi em. Chuyện tình cảm mà, san sẻ cách nào được. Em nghĩ chỉ có một chồng một vợ mới quả mai giữ được hạnh phúc gia đình thôi. Rủi vợ chồng người ta ăn ở với nhau mà không có con, chẳng hạn như là vợ chồng mình đây nè, rồi em có thuận cưới vợ lẽ cho anh không vậy? Em cũng không chịu đâu. Vậy là em ích kỷ lắm đó. Ai cười em chịu, miễn em giữ được sự ấm êm trong gia đình thì thôi à. Dạ thưa mợ. Chuyện gì đó? Dạ ông bà cho gọi mợ. Có chuyện gì không? Dạ con không biết, mà thấy ông bà bày hàng giải tơ lụa đầy ngựa đó mợ. Gọi mợ, mà có gọi cậu không? Dạ không, gọi có mợ không hà. Lấy cái bóp cho tôi. Dạ. Mình ơi, vậy có nghĩa là em phải đi một mình sao mình? Thì ba má gọi một mình em thì em đi đi. Biết vậy rồi, nhưng mà em đi, em để mình ở nhà một mình, em không yên tâm chút xíu nào hết à. Thôi vậy nha mình. Mình ở nhà ha. Mình ngồi ở đây nha. Có nước chanh nè, có rượu nè, có báo nữa nè. Mình cần gì đó mình sai chú Bốn chú làm, chứ mình đừng có đi tới đi lui rồi mỏi chân chết à. Nghe mình. Nghe nè. Dạ. Ở nhà cậu sai gì á thì làm, không có đi chơi nghe chưa. Dạ. Mình ơi, thôi em đi nghe mình. Ý mình ơi, em đi chút xíu em về liền nghe mình. Mình đi đi. Anh làm cái gì vậy? Cái gì mà tôi đi đâu anh cũng đi theo tò tò vậy? Dạ. Thiệt là bực mình à. Bốn. Dạ. Tôi vào trong nghỉ, có ai tới tìm thì báo tôi biết nghe chưa. Dạ. Nhưng mà cậu, cậu. Rồi, ông vô luôn rồi. Mở dặn ở nhà có chừng cậu, rồi ông vô trọng mình ở ngoài này có làm sao không biết nữa. Khổ cái thân ở đợ. Nhưng mà rồi cũng... Trời ơi trời. Thiệt à. Chú. Ê, chú hồ gì á. Chú. Cái gì? Chị kêu tôi đó hả? Dạ. Chú làm ơn cho tôi hỏi thăm. Chị hỏi thăm gì? Nói đi. Dạ. Dạ chú là chi trong nhà này? Tôi hả? Ở đợ được không? May quá. Gì may? Chị nghèo tôi khổ, gặp nhau cái nước mạt chứ may gì. Dạ tôi cho gặp người đồng cảnh ngộ vậy là may. Chú nghèo tôi khổ, chú có thể giúp đỡ được cho tôi. Giúp đỡ chị
Chị tính xin vô nhà này ở đợ phải không? Chú ơi. Gì nữa? Người đàn bà đi hồi nãy có phải là mợ của tôi đó? Vợ của thầy Minh à? Chứ còn gì nữa hỏi. Ông bà tôi vừa gọi mợ tôi về bển á. Còn cái nhà này nè là ông bà tôi sắm riêng cho con rể ở đó. Dạ, đám cưới hai người lâu mau rồi chú. Sao chị nhiều chuyện quá. Chị xin vợ đỡ thì cần gì hỏi chi chuyện đó. Dạ, tôi muốn biết qua vậy mà. Trời ơi, làm đầy tớ thì cần siêng năng giỏi giắng, chứ cần chi hỏi lai lịch chủ nhà. Chị muốn biết phải không? Đâu để tôi nhớ coi. Cậu tôi cưới mợ tôi cách đây được 8 tháng 12 ngày. 8 tháng 12 ngày. Đây nè, thấy không? Bộ đồ này mượn tiền chủ sắm ăn đám cưới nè. Mà có lên bàn lên ghế gì đâu. Ở sau rửa chén thấy mẹ. Bây giờ nó rách mà tiền trả chưa hết đó chị ơi. Khổ không? Chú ơi, chú làm ơn vô mời ông Minh ra giùm tôi, cho tôi hỏi thăm một chút nghe chú. Gì? Mời cậu tôi hả? Cái chuyện này do mợ tôi quyết định, chứ cậu tôi ổng không có biết gì đâu mà ơi. Dạ, chú nói với ông Minh có tôi là là bà con ở dưới quê lên thăm. Bà con? Bà con thiệt không đó? Dạ thiệt, thiệt mà. Chú ơi, nếu chú sợ mợ chú về thì chú làm ơn chú ra chú coi cửa giùm đi. Chừng nào mợ chú về thì chú cho hay nghe chú. Chú ơi, chú làm ơn giúp giùm tôi mà chú. Tội nghiệp tôi mà chú. Thấy chị này cũng tội nghiệp. À chị à, vậy là tôi có đường rồi đó. Dạ đường gì chú? Có đường bị đuổi với đường gì. Trời ơi, chuyện này có ăn thua gì đâu. Nói chơi với chị chứ nghèo giúp nghèo với nhau. Giúp chị mà lỡ bị đuổi á cũng không sao đâu. Bốn à? Bốn. Dạ. Chờ tôi chút nha, quên đem vô cho ổng chết rồi. Dạ thưa cậu. Dạ có người này tìm cậu. Ai kiếm tôi vậy? Dạ chắc là bà con á cậu. Nguyệt. Nguyệt. Đừng nhắc chuyện đã qua, hay thở than cho hoàn cảnh mới. Giữa chúng ta đều cần phải nói là anh cưới vợ trong lúc em trốn nhà xa đi. Khỏi bao tay tiên cho tháng ngày kết giọt máu rơi. Giờ đây nên hình nên dấu,
nó đã có chào đời. Phút giây bồng bột yêu thương ta không chấp nhận rồi. Nhưng khai sinh con không muốn tu, miệng thì gian lắm lời. Nỗi đau này ân thú, đoạn trường này mấy ai hiểu ra. Muốn cho con đừng xấu hổ thì phải giữ lấy tên họ của cha. Chỉ riêng em chịu khổ âm thầm dưới năm tám mưa xa. Từ nay nó sẽ ở với anh, cho em được yên giấc. Một thân một mình về lo bao hiếu mẹ cha. Nguyệt ơi, bấy lâu nay anh nát ruột tim gan. Em thương anh hãy lưỡng tình mà tha thứ. Nào phải đâu anh dâm tình bội ước, vì số nợ của cha già mới đánh đổi bằng cuộc hôn nhân em mà. Từ lúc chia tay nhau anh mới vắng mặt ngâm hào. Thật ra anh vô phương lỡ liệu, em hãy trách mắng anh cũng đành cam. Tôi anh thương con sáng dài dỗ cho nó nên người. Chứ chuyện qua rồi chúng ta đều là những nạn nhân. Cô anh à. Cậu ơi Mở về Dạ thưa mợ, dạ con thông báo cho cậu. Mở về Thôi vô mình ơi. Mình à, mình biết ba má kêu em qua làm chi không? Má sai em đi mua ít đồ lặt vặt. Còn ba đó, ba dặn vợ chồng mình tuần tới qua. Người đàn bà này là ai vậy mình? Em à, anh nghe tiếng con nít nó khóc, anh vừa ra đến thì em cũng vừa về đó. Nè, chị kia, chị ở đâu mà tới đây? Quen biết ai ở trong nhà này? Vì cớ gì mà chị ôm mặt khóc vậy? Giả đò đưa muốn xin tiền bạc, hay khổ đau cảnh mới chết chồng? Nuôi con nhỏ tuổi phận má hồng, nói thật đi, tôi sẵn lòng giúp cho. Nè, chuyện gì mà khóc dữ vậy chị? Ở đây vợ chồng tôi nhân đức lắm, có gì thì chị cứ nói đi, có gì thì vợ chồng tôi giúp cho. Chuyện gì đó chị? Coi chừng té. Mình đi đâu vậy? Ngồi nghỉ đi mà. Chuyện đàn bà để em tính cho. Cô ơi, mẹ con tôi không may phải lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, nên tôi đến đây xin thầy cô đói thương mà cho tôi ký thác đứa con này. Coi. Ê mình ơi, đứa nhỏ dễ thương lắm mình ơi. Bây giờ em xin nó về cho vợ chồng mình nuôi, mình chịu không? Anh chịu em à.
Ê, nhưng mà còn mẹ của đứa bé thì sao hả em? Thì mình mướn chỉ nuôi vú luôn hả mình? Ờ được cả em. Nhưng mà không được, bất tiện lắm. Để em tính cho. Chị à, tôi bằng lòng nhận đứa nhỏ này làm con. Nhưng mà từ nay chị không có được lui tới đây nữa. Tôi muốn đứa nhỏ này biết có một mình tôi là mẹ thôi. Chị có bằng lòng không? Dạ tôi bằng lòng. Bộ chị không thương con chị sao? Cuối tình mẫu tử là tình thiêng liêng cao cả muôn đời. Nay đến đời tôi phải đem con mà ký thác cho người. Đó là một việc giải bất đắc dĩ, một cảnh biến là một điều khổ tâm. Người mẹ nào đoán lìa nấm ruột mới tự mình hiểu, tự mình đau. Như mặt biển vắng lì hay chuyển đông, biển càng sâu thì ngọn sóng lại càng cao. Gợi sự đau đớn của chị trong lúc này thật trái với phép lịch sự, nhưng vì thương tình tôi muốn biết cặn kẽ nguyên do. Tôi xem chị không phải là người hèn hạ, chẳng hay tai biến thế nào mà chị phải ra thân lưu lạc vậy. Còn chồng của chị đâu? Chồng tôi? Chồng chị đâu mà phải để cho mẹ con chị chịu khổ như vậy? Chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu? Cô ơi, chồng tôi bây giờ đang sống trong cảnh êm đềm, đang ung dung tự tại. Trời ơi, đàn ông gì mà đáng hậu vậy? Mình ơi, mình có thấy thằng cha này ác ghê chưa? Ăn ở với người ta có con có cái vậy rồi đó mà còn bỏ cho mẹ con người ta khổ sở à? Đàn ông vậy đó hả? Trời không đánh chết đi cho rồi. Chị à, chồng chị hèn hạ ruồng bỏ chị phải không? Dạ. Dạ không. Hay là chồng chị có vợ bé rồi bỏ chị? Cũng không. Ủa, vậy chứ tại sao á chị? Cô à, theo lời của cô thì chồng cô đang sống một cuộc đời ung dung tự tại. Cô có chắc như vậy không? Không phải như vậy đâu thầy à. Lúc nãy vì quá đau khổ nên tôi mới nói oan cho chồng tôi. Cho tôi cũng biết chồng tôi bây giờ cũng đau khổ gấp trăm ngàn lần hơn tôi nữa kìa. Do một hoàn cảnh khi xui cho nên mà thôi. Thầy cô có nhận nuôi đứa nhỏ này hay không? Tôi chỉ cần hỏi có bấy nhiêu đó thôi. Ngoài ra đừng hỏi gì thêm nữa. Đừng hỏi gì nữa cho tôi thêm đau lòng. Trong cái cảnh mẹ sắp lìa con, tại vì đâu xa nông nỗi ngày hôm nay. Tôi chị ơi, chị mất cơn bi lụy, vợ chồng tôi đây. Tôi cho chị số
chân nhai. Mau đi chị, mau đi, chị đã sắp hết ngày. Xin giả từ thầy cô. Cô ơi, con ơi. Thôi, chị đưa đứa nhỏ cho tôi, nắng nồi nó mệt lắm đó. Con Nguyệt ơi, con nhớ về nghe con. Ba đợi con đây nè. Con đừng để cho ba má buồn khổ nghe con. Ba ơi, con sẽ về. Con sẽ về đây con lo cho ba. Con về đây con lo cho ba. Anh nên đi à, con cho ba được yên. Lòng con ngủ giấc say, nồng âu. Dù qua mấy cuốn sông, sông dù gặp cánh bao, dòng thiệp vẫn nghi mong vẫn đợi. Sông bỏ đò giữa sông nước mơ mơ trong xóm đâu có hiếu hỉ gì mà cháu ngồi thêu sáng đêm vậy? Dạ, thêu cho cháu. Thôi, chú biết rồi,
Cháu Nguyệt định rời bỏ xóm này để khỏi bị chú tới lui nhờ vả nữa chứ gì, có phải không? Dạ đâu có chú, cháu vẫn còn ở đây, vẫn còn nhờ vả chú nhiều đó chứ. Ôi, giúp cháu có một lần à, chú nghỉ việc đem cháu về ở đây để gần gũi con. Còn cháu á, cháu giúp chú bao nhiêu lần thì sao? Chú nói quá thì thôi á. Số chú như bà lão ăn mày hứng được trái thị, trái thị quá ra nàng tắm, tắm cho bà lão ăn mày được ngày hai bữa. Còn cháu giúp chú từ đó đến giờ, nào là tiền bạc thuốc men khi đau ốm, cháu giúp chú, cháu tốt với chú, với mọi người. Ngược lại biết cháu có một điều khổ trong lòng mà không cách nào gỡ được. Có nhiều lúc chú thấy tội nghiệp cháu quá, chú muốn đón đường thằng Tâm, nói với nó là không được đâu chú bố mà. Thông thả chờ nó đám cưới xong, cháu định nhờ chú dắt cháu đến gặp riêng bà chủ. Đến xin tiền xin bạc thì dễ, chứ đến nhìn thành Tâm thật là khó đó. Cậu đây là... Tôi là con của ông Minh. Cậu thật lòng kính mến cha cậu lắm hả? Tất nhiên. Cậu cũng thật dạ yêu thương mẹ cậu chứ gì? Tất nhiên, hễ kính cha là phải yêu mẹ, bà hỏi dòng do là thừa. Cậu quả là một người con chí hiếu. Tôi cũng có một người con, nó cũng giống như cậu vậy đó. Tôi thương nó lắm, nhưng tôi không được ở gần nó. Nhìn thấy cậu tôi lại nhớ đến con tôi. Nhưng rất tiếc tôi không phải là con của bà. Và lại tôi đến đây cũng không phải để nhận lấy tiếng khen. Sao vậy? Làm con biết kính mến đối với cha, biết yêu thương đối với mẹ, tốt đẹp như vậy cậu phải để cho tôi khen chứ. Nhưng cậu à, tôi muốn nhắc cho cậu biết, ngoài việc hiếu thảo đối với cha mẹ trong gia đình, cậu cũng phải có mối quan hệ với dòng họ bà con ruột thịt chòm xóm nữa đó cậu à. Điều đó chưa cần thiết, mà việc tôi đến đây gặp bà mới là chuyện cần thiết. Qua lời lẽ của bà thì tỏ ra bà là người có học, có hiểu biết. Nhưng tại sao bà không thấy được chuyện của bà làm? Bà đang tâm phá hoại cảnh gia đình êm ấm của tôi. Bà đã quyến rũ ba tôi, làm cho ba tôi ngày đêm điên đảo, làm cho mẹ tôi thua buồn khóc lóc. Hay nói đúng hơn là mẹ tôi ghen tức. Mẹ cậu ghen tức à? Chứ sao, ớt nào mà ớt chẳng cay. Nhà tôi trước kia vui vầy hạnh phúc biết bao nhiêu, thì bây giờ ba tôi một góc, mẹ tôi một góc, không ai nói chuyện với ai, mà cả hai người ngồi trầm ngâm thâu đêm suốt sáng. Biết chừng đâu ông với bà có một nguyên nhân nào khác sâu xa hơn. Không, không còn nguyên nhân nào khác hơn, mà nguyên nhân rắc rối giữa ba má tôi là do bà, là do bà. Cho nên hôm nay tôi đến đây yêu cầu bà phải tuyệt giao với ba tôi, mà cách tốt nhất là bà phải rời khỏi nơi đây, không được làm ăn sinh sống nơi này kể từ hôm nay, dứt đường qua lại với ba tôi. Bà thu xếp dọn nhà đi cho thật xa, không nghe được do dự chần chờ. Nếu bà trì hoãn cố tình, đừng trách tôi sao chẳng thứ tha. Còn như bà nghèo khổ cô đơn mà có ý trách hờn, thì tôi sẽ cho bà một số tiền làm lộ phí mà dời chân. Bước đầu gặp khó khăn, tôi giúp bà làm ăn lương thiện đàng hoàng. Đừng trở lại chuyện ông bướm qua đường như trước giờ ở đây. Bà hãy nhớ lời tôi.
cho bà, tôi cho bà. Bà phải dọn đi nơi khác, nếu bà từ chối còn tìm cách chối quanh, tôi hẹn trong một tuần thôi thì bà sẽ biết tay tôi. Tôi lặp lại, đây là 500 đồng tôi cho bà, tôi cho bà. Hẹn trong một tuần lễ bà phải dọn nhà đi nơi khác, nếu không á thì bà sẽ biết tay tôi. Chào bà. Tâm, con đuổi mẹ. Không, không, cậu không hiểu gì hết, cậu không hiểu gì hết. 18 năm trước chúng tôi yêu nhau tha thiết, khao khát sẽ nên vợ nên chồng, nhưng không vì mệnh lệnh của mẹ cha, sự áp đặt trong hôn nhân, đạo lý khắt khe, phận làm con buộc chúng tôi phải tuân theo một cách nhu nhược mù quáng. Tôi đã mất đi cái quyền làm vợ. Rồi đi bảo vệ dột máu hình thành trong tôi. Tôi phải âm thầm trốn đi để sanh con trong cảnh đói nghèo, túng thiếu. Nhưng sự bần cùng cộng với những bất công, những định kiến của xã hội dành cho phần đàn bà như tôi, một lần nữa tôi mất đi cái quyền làm mẹ. Bà là mẹ ai? Bà điên rồi hả? Bà là người đang xâm phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Không, tôi không phá hoại hạnh phúc của người khác, tôi rất tôn trọng hạnh phúc của người khác. Chẳng lẽ suốt đời tôi phải mất đi cái bổn phận, cái quyền làm mẹ nữa sao? Ba má đâu rồi anh? Má đưa ba đi khám bệnh rồi. Vậy hả? Anh nè, anh hứa với em những gì anh nhớ không? Hứa gì? Thì anh hứa là em qua đây, anh dẫn em đi chợ, vậy mà cũng quên nữa à? Nè, chuyện này mới quan trọng nè. Em thấy gì không? Em thấy rồi, cái kiến phải không? Ừ. Rồi thấy gì nữa? Thì trong đó có hình em với anh. Ngộ ghê ha. Nè, tới chừng đó đó, anh với em sẽ chụp một tấm hình giống y như vậy đó. Chịu không? Tôi, em không chịu đâu. Bữa đó bà con đông lắm, em mắc cỡ quá à. Trời ơi, có gì đâu mà mắc cỡ. Anh thấy người ta thương nhau, người ta còn hôn nhau nữa kìa. Anh này, em không biết đâu, bắt đền anh đó. Anh không nghe bà con cô bác thường nói sao? Nói sao? Người ta nói vậy nè, hễ củi khô thì dễ cháy, còn lửa sơm thì mau tàn. Coi chừng tim anh thấm đượm bụi ban đầu, rồi sau này bạc bẽo để em đây một mình lạnh lẽo hờn duyên. Tại em lo quá rồi nói vậy chứ. Nghe anh nói nè. Những nụ hôn mở trong thời qua niên là tia nắng mai xóa tan
xanh xanh màu xanh đôi mắt. Sao em hững hờ mặc gió đùa lao sao, chẳng còn bao lâu sẽ nên vợ nên chồng, sao anh cứ treo em mãi. Nói vậy ha, ở đó mà xí, chừng đám cưới xong rồi sẽ biết, chừng đó mà nói không nghe đó hả thì ngắt nè. Nhíu nè anh nè, ai biểu nói không có nghe rồi đứng đó hả? Vậy chứ em đứng ở đâu? Lại đây nghe anh nói cái này nè. Thôi em không lại đâu nè, để em nói trước ha. Chừng nào đám cưới xong rồi anh không có được ăn hiếp em mà nghe. Biết rồi. Vậy mà hồi nãy còn nhắc nhắc nhéo nhéo người ta nữa à? Nè, anh nói chơi vậy thôi chứ ai mà nỡ nhắc nhéo em. Anh thương em không hết nữa. Ý mà bữa đó chải đầu gì đâu có đẹp. Vậy chứ chải sao hả anh? Ngày đó phải chải đầu phùng ổ gà, rồi tóc bên đây nè cuốn lên, ta gọi là be bờ đá mạ đó. Rồi ở đây nè, lấy cái kẹp móc á, kẹp lên, người ta kêu là phùng ổ gà be bờ đá mạ đó. Anh ơi, em thấy kiểu này ngộ à anh ha? Đẹp lắm, cái mặt em hợp với cái kiểu tóc đó lắm. Rồi phải có cái hoa cài lên nữa mà. Hoa gì? Để coi. À, hoa lai cài lên tóc em đẹp lắm á. Nó dễ thương mà nó thơm y như vậy. Y như vậy đó. Anh này, em không biết đâu. Má mà về hả, em mét má cho coi. Mét cái gì? Còn nữa nè. Anh. Ủa, ông đi đâu đây? Dạ, tôi đến có chuyện gặp thầy. Nãy giờ vô thấy gì không? Dạ, cả lẩm cẩm đâu có thấy gì đâu. Tôi chỉ nghe cái câu mà chải đầu cái kiểu phùng ổ gà be bờ đám mạ đó. Bữa nào tôi về tôi dẫn vợ tôi đi chải đầu kiểu phùng ổ vịt coi. Bây giờ người ta chơi ổ vịt không à, ổ gà xưa. Dạ tôi muốn gặp thầy. Gặp tôi? Dạ. Muốn gặp tôi thì cũng phải bấm chuông hay gõ cửa. Chứ tự nhiên vô đại đi ngã nào vô đây vậy? Leo rào. Leo rào? Trời ơi, phép lịch sự khi tới nhà người ta phải bấm chuông hay là gõ cửa, gọi coi người ta có tiếp mình hay không. Ê, ông đi đâu vậy? Đi ra bấm chuông. Trời ơi, vô tới đây rồi đòi chở ra bấm chuông. Thôi, em lên lầu đi. Dạ, thầy với cô đây. Dạ, chúng tôi sắp làm đám cưới. Dạ, chúc hạnh phúc. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, mời ông ngồi. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi đứng quen rồi, ngồi sở mỏi chân. Nhà thầy sang trọng quá, chắc dành tiếp khách giàu có sang trọng, nên thầy sắm cái bộ salon rất là sang trọng, gỗ tốt nha, cẩm lai phải không? Bởi vì tôi đâu có dám ngồi, tôi sợ nhăn. Ghế bằng cây mà nhăn gì ông ơi? Dạ thầy hiểu lầm câu nói tôi rồi. Ghế bằng cây nó đâu có nhăn được, mà tôi sợ nó nhăn. Nhăn gì? Nhăn này nè. Trời đó. Dạ mời ông dùng nước. Dạ cảm ơn thầy. Tôi uống nước hôm qua no rồi. Tôi vào đây để hỏi thăm ông Minh, ông thân của thầy. Sao hổm rày bệnh tình của ông có thuyên giảm chút nào không thầy ha? Dạ thưa ông, ba tôi thì đôi khi thấy khỏe, nhưng với chứng bệnh ấy thì bác sĩ bảo rằng người bệnh phải tự bảo dưỡng lấy, bằng không thì buồn thiệt ha. Dạ xin lỗi, ông là ai à? Thầy không cần biết tôi là ai. Trời ơi, nhưng mà ông cũng phải vui lòng cho tôi biết, để tôi về thưa lại với ba tôi nữa chứ. Tên họ tôi chắc ông Minh không buồn nghe tới đâu. Giả lại mục đích tôi đến đây là để nói chuyện của thầy, chứ không phải là chuyện của ông Minh. Như vậy thì ông phải càng cho tôi biết ông là ai, tên gì, nghề nghiệp gì, ở đâu. Tôi xin tự giới thiệu,
Tôi là tôi. Trời. Tôi ở nhà tôi làm ruộng. Rồi hết, ngắn gọn. Trời ơi, chắc tôi điên. Muốn điên khùng gì điên, đừng cắn tôi thôi. Ba tôi thì đau. Chúng tôi thì sắp làm đám cưới. Công chuyện dồn dập bê bối mà ông còn tới đây làm cho rắc rối thêm nữa à. Đổi địa vị tôi là ông thì ông nghĩ sao? Ở địa vị thầy, tôi không nghĩ ngợi gì hết. Tôi sẽ tống cổ ra khỏi nhà tôi ngay nếu thằng đó điên. Dạ cảm ơn, vậy xin mời. Nhưng rất tiếc vì tôi còn rất tỉnh. Trời đất ơi. Mà không phải vô cớ mà tôi bước chân vào căn nhà này đâu. Nếu tôi là thầy, tôi sẽ niềm nở ân cần đón nhận những lời chỉ giáo của người ta. Nhưng ông nên nhớ câu ngạn ngữ: những gì người ta không muốn thì đừng có làm cho người ta khó chịu. Thầy học sách vở nhà trường, còn tôi thì nói theo cuộc sống ngoài đời, chắc mình không hảo. Tôi cũng thấy vậy đó. Mới lời lẽ qua lại sơ sơ có mấy câu mà cảm thấy thầy hơi khó chịu rồi. Ngộ lỡ như tôi làm một việc gì tài trời, vô nhân đạo, xúc phạm tới một người khác, làm cho người ta chẳng những khó chịu mà còn ngất xỉu nữa kìa, thì thầy tính sao hả thầy Tâm? Thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hạng người độc ác và ích kỷ như vậy. Tốt, thầy còn nhỏ mà nói câu nghe được ghê nghe. Nhưng tôi muốn biết thêm, bằng lý thuyết hay bằng hành động cụ thể? Cái gì cũng được. Còn nếu như ông cả gan ăn ở bất nhân thất đức như vậy đó hả, thì ông sẽ coi tôi trừng trị. Rất tiếc là không phải tôi ăn ở bất nhân thất đức đâu, mà kẻ ăn ở bất nhân thất đức chính là... Là ai? Là thầy. Là tôi. Đúng, là thầy. Tại sao vậy? Vừa rồi thầy đã dùng quyền lực và tiền bạc ném vào đầu một người đàn bà và bắt buộc người đàn bà phải dọn nhà đi cho thật xa, phải không? À, phải không? Thì tại vì người đàn bà đó đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi. Phá hoại hả? Ông làm gì? Phá hoại không? Phá hoại không? Người đã hy sinh cuộc đời mình cho kẻ khác thì bị mạt sát, bị khinh rẻ, bị khép tội là phá hoại. Còn người đã gây ra bao sai lầm, đáng trách, đang được lên án thì được trọng dụng sĩ tốt. Đời sao có chuyện ngược ngạo và quái quâm như thế? Ôi, ông nói gần nói xa tôi không hiểu gì hết á. Đáng buồn cái là thầy chưa hiểu đó thầy Tâm mà. Chứ cái thứ con mà chửi cha mắng mẹ, lộn đầu lộn đũa, trời không đánh thánh không đâm, trước sau gì sẽ hơi cũng hỏi thăm sức khỏe nó à thầy. Thôi ông nín đi. Tôi còn nói nữa. Rồi ông nói gì nữa? Tôi tiếp tục nói. Trời ơi, chắc tôi đi với cái ông này quá. Thầy Tâm ơi, tôi muốn sự thật kia nó lọt vào hai cái lỗ tai của thầy. Cho dù thầy không tin thì sự thật cây nó cũng giúp cho thầy nên nghĩ suy cân nhắc. Vì sao có bà mẹ khổ đau đành đem con trao gửi cho người? Nỗi khổ của mẹ chồng chất lên cao suốt 18 năm trời. Mẹ tự trách mình chưa tròn bổn phận nên phải sống âm thầm bệnh lề cuộc sống của con. Nào xa kể chi thân giấy dầu lay lắc, nỗi nhớ thương con mà rai rứt đêm ngày. Nỗi sầu vàng giọt cỏ cây mà không dám bước vào đây một lần. Ông nói gì lạ vậy? Tôi đâu phải là con rơi. Tôi có khai sinh hẳn hoài, ba má nội ngoại thừa nhận, nhà trường thừa nhận, bạn bè thừa nhận. Nhưng mà tôi không thừa nhận. Trời, ông không thừa nhận thì kệ ông chứ. Tôi với ông là người dân nước lã mà hơi đầu tính cho nó mệt ông ơi. Tôi với thầy là người dân nước lã hả thầy Tâm? Thầy là người dân, còn tôi là nước lã. Thầy Tâm ơi, tôi không buồn không giận thầy câu nói đó đâu. Mà tôi ghét cay, ghét đắng,
ghét cho cái trò đời nó tham sang khổ khó. Cũng vì nó mà cậu ruột nó quá ra người dân, còn mẹ ruột trở thành một nạn nhân bị nguyền rủa đuổi xuôi. Thầy là người có trí khôn thì thầy phải biết đâu là tình là nghĩa, cần hiểu rõ đâu cội đâu nguồn. Có cây mới từ đất nẻ chui lên, còn thầy là người phải có tổ tiên ông bà. Thôi ông điên rồi, tôi mời ông ra ngoài đi. Kìa ba tôi về kìa, ông ở đó đi rồi ông biết. Tôi chờ chả nãy giờ. Tâm con. Dạ. Ở nhà có gì lạ không con? Dạ không. Ủa mà có ba à? Có cái ông này nè, ông hỏi thăm ba đó. Ai thăm ba? Cậu Tân phải không? Anh còn nhớ tôi sao anh Minh? Mới đây mà, đã gần 20 năm rồi phải không cậu? Phải, gần 20 năm rồi. Nhớ hồi nhỏ tụi mình vui quá anh ha. Bây giờ già hết rồi, bây giờ gặp mặt anh tôi vui hết nổi rồi. Tôi nghe anh bệnh, tôi lên thăm anh từ sáng sớm. Cậu ngồi chơi, anh nằm nghỉ. Không còn hy vọng gì nữa rồi. Kìa, mình sao vậy ba? Bệnh tình của ba không thể nào khỏi được. Mình. Dạ. Bấy lâu nay mình hết sức yêu thương tôi, mình cực khổ lo cho con nhiều quá. Khi tôi chết, mình hãy tha thứ cho tôi những điều sơ sót. Mình ngồi yên cho khỏe. À, kìa Quế. Dạ. Con đến thăm ba hay có việc gì không con? Dạ thưa ba, ba má con bảo con qua thăm ba. Nghe ba bệnh nặng, không biết ba có quản lại ngày cưới tụi con không ba? Ôi đông đủ như thế này mà thiếu mặt một người. Cậu Tân ơi, chắc là tôi không thể sống được nữa rồi. Cánh tàn bất lung mặt ngay kia. Ôi đau đớn khôn cùng, tâm chung tình nào phai. Cậu ơi, cậu làm ơn đến nhà chỉ cậu, nói cặn kẽ lời của tôi mời. Mong sao cho đủ mặt mọi người,
để có đôi lời trôi trăng. Trước kia anh không chịu nói, đến nay thì đã trễ mười mấy năm quanh quê, chịu lắm mà đều đắng lên đền trên sông nước dập dồi, biết đâu tìm cho ra. Cậu Tân, cậu Tân ơi, tại sao chị của cậu lại bỏ đi? Tại vì người ta dùng tiền bạc cấm tuyệt chị tôi không được tiếp xúc với anh. Ai có quyền làm như vậy? Thằng Tâm con anh, thằng Tâm, trời ơi, thằng Tâm, Tâm ơi, con lầm rồi, con lầm rồi, con ơi. Mình, thưa ông, nhà tôi bệnh nặng, quan thầy cấm không cho nói nhiều, xin mời ông về cho. Mình đừng có nên nói như vậy. Cậu Tân, vợ tôi vì hoa lo cho tôi, chưa biết cậu. Cậu đừng có giận tôi với cậu Tân. Hầu đó không biết, bây giờ biết chi anh, muộn rồi. Chị Minh, chị nói đúng, tôi về. Khoan đã cậu Tân à, cậu đừng bỏ tôi đi mà. Tôi gian cậu mà cậu Tân. Cậu hãy cho tôi gặp lại chị cậu một lần cuối cùng. Ngay bây giờ nha cậu. Ngay bây giờ tôi giúp anh liền. Ra trong nhà ông ra nhận quà. Dạ thưa ba, có ai gửi quà gì cho ba nè ba? Đưa cho ba coi con. Mặt mũi. Trời ơi, chim Nguyên Ương. Mình ơi. Ba, trời ơi, ba. Ôi máu đỏ tuôn rơi quyên ngân lệ, trời làm chi tệ quá hỏi cao dài, đang thương thay cho kẻ sự thật mà không thể tỏ bày. Mình ba nằm nghỉ đi ba. Ba thương con, thương má nghe ba. Ba ơi, ba thương chúng con, ba nghỉ cho khỏe nghe ba. Quỷ con. Dạ. Con về nói với anh chị bên nhà là ba không quản ngại cưới của hai con. Con yên tâm nha con. Ba, con xin ba cho con được ở lại để chúng con cùng chăm sóc cho ba. Đó là ý của ba con. Con về đi, kẻo anh chị bên nhà trông. Ở đây có má với anh con lo được rồi. Con về đi Huệ.
Dạ. Thưa ba con về. Thưa má con về. Mình thương vợ thương con. Mình hãy nghĩ đến vợ con nha mình. Tâm con. Dạ. Con lại. Con ngồi gần ba nè. Mình còn giây phút ngắn ngủi này, mình cho tôi nói vài câu, một sự thật não lòng mà tôi không dám nói từ bấy lâu nay. Khổ nỗi càng dấu kín thì niềm đau càng dài dò chồng chất. Ba, chuyện gì vậy ba? Mình ơi, gần 20 năm nay, bổn phận vợ hiền mình đối với tôi thật là trọn vẹn. Còn tôi đối với mình quá hờ hững lạnh lùng. Nhất là những ngày thằng tâm chập chững biết đi, mình chỉ xiết mừng vui vuốt ve nâng niu, trong khi tôi liên tưởng đến một nơi xa xôi nào đó, có một người đàn bà âm thầm đau khổ. Mình ơi, nỗi khổ đau kia chính tôi đã là người gây nên. Tôi đã quên lời hẹn ước mà dòng phố một môi. Trong khi tôi vui duyên mới thì người ta phải rời bỏ gia đình. Kết quả của những ngày yêu thương nồng thâm, khi tôi trở lại quê nhà thì nàng đã mang thai. Tránh cho cha mẹ khỏi những lời mai mỉa tiếng tay, người ta thầm trốn đi chờ ngày sanh nở. Mưa nắng dài dầu thân gái bơ vơ, đôi lạnh giữa chợ đời với bao điều cay đắng. Rồi đứa bé được sinh ra trong cảnh đói nghèo chật vật, phải thiếu thốn trăm bề. Cha nàng đã bảo nàng phải thu xếp giao con rồi theo ông trở về, vì mẹ nàng đã cơm hấp hôi. Nếu như không về thì má tôi bất hiếu với cha, còn cô giữ nuôi con thì không đường nào mà sinh sống. Đứng trước cảnh tình trái ngang khó xử, rồi nàng quyết định tìm đến vợ chồng mình vào một buổi chiều. Và Giáng sinh mình nuôi dùng đứa trẻ, đành gạt nước mắt mà trở lại quê nhà. Sống cần kề phụng dưỡng sống thân, mà lòng canh canh nỗi nhớ thương con trẻ. Còn ở đây mình sắn sóc thành tâm một bước không rời. Tôi vì lẽ riêng mà không dám nói. Mình ơi, bấy lâu nay mình đinh ninh thành tâm là con nuôi của vợ chồng mình, chứ đâu có ngờ rằng đó chính là con ruột của tôi. Đứa trẻ lúc ấy là con hả ba? Má, không phải vậy con má. Tâm con.
lời của ba con luôn. Đúng như vậy đó con à. Tâm à, má nhớ lại có một thiếu phụ cảnh tình bi đát, cha con cho má mà nức rồi mười mấy năm trời không thấy giảng lai. Ngày tháng trôi qua hủ hỷ với con, má có được nguồn vui bất tận. Con ơi nhiều đêm gối chăn hiu quạnh, má ao ước được một đứa trẻ để nối dòng, vì sợ hiếm môi phải trầu cao cưới vợ cho chồng. Bởi câu hát bất hiếu hữu tam, muôn đời ràng buộc không thể nào mà chối cãi. Nhờ có con mà má tránh khỏi chồng chung vợ chạ, được hạnh phúc đến ngày này. Nào ngờ đâu quanh con là ẩn khúc trai ngang, mà giờ đấy ba con mới bài giải tận tường. Mình ơi, nghe những lời mình vừa phân dài, em vừa tuổi vừa thương cho thân ai lắm vào hoàn cảnh trớ trêu. Thương cho người bạn gái đồng hội đồng thuyền. Từ lâu em hiểu là mình mê một bóng sắc nào đó, mà mình ruồng bỏ em tuổi buồn nghĩ rằng mình bạc phước. Nào ngờ con người bạc phước hơn em, sống giữa bốn bức tường sang cả em đâu thấy được. Bên ngoài còn lắm khổ đau mình mang nặng u uất trong lòng. Giờ trút được xin hãy an tâm tịnh dưỡng, mỗi chúng ta đều có niềm riêng đau khổ, mình hãy cùng cảm thông mà san sẻ cho nhau. Tâm mà tình mẫu tử sao bao năm xa cách, còn rước má con về sum họp để chung vui. Tâm, người đàn ông khi nãy là cậu ruột của con đó. Thầy Tâm là con người, thầy phải biết đâu là tình là nghĩa. Cần hiểu rõ đâu cội đâu nguồn, có cây mới từ đất nẻ chui lên, còn con người thì phải có tổ tiên ông bà. Còn người đàn bà mà bị con xua đuổi chính là mẹ ruột của con. Ba đã tặng cho con cặp gối thiêu mà chẳng dám đề tên. Tâm, con đuổi mẹ à. Sự bần cùng cộng thêm những bất cân, những thành hành hiến xã hội dành cho phần đàn bà như tôi. Một lần nữa tôi lại mất đi cái quyền làm mẹ. Mẹ Tâm con, thưa ba, ba ơi, ba ơi, con có còn là con người nữa không ba? Nghe ba kể lại cuộc đời đau khổ của mẹ con, mà đầu óc con bàng hoàng như người vừa tình mộng. Trời ơi, cái người mà tôi nhận tâm rẻ kinh xua đuổi, người đó chính là mẹ ruột của tôi. Ngổn ngang bao nỗi xót thương vô hạn, ba ơi, con đã được
được dưỡng nuôi và lớn lên trong giàu sang nhung gấm. Mà con đâu biết được từ cõi nguồn đau khổ mẹ con đã cứu mang rồi sinh con ra trong cảnh cơ. Bao tôi nhục đơn cay đã quằn nặng lên đôi vai của người mẹ hiền hòa. Cuộc đời của mẹ con là chuỗi ngày dài đến tôi mỗi ngày qua được tiếp nối bằng chuỗi sâu thương hiếu và tình hai. Để dưỡng nuôi con bằng tình thương yêu của người mẹ sân sóc dắt dìu từng bước con đi. Con đã được bao bọc chở che bằng tấm lòng nhân hậu nghĩa và tình như biển cả thâm sâu. Trong trái tim con bây giờ có tới có dưỡng sanh dưỡng đạo đồng. Ba ơi nỗi niềm trách ơn đã được cảm thông, vậy ba hãy an tâm tình dưỡng tinh thần rồi con xin phép má đây cho con đi tìm mẹ để chúng con lo bề cùng dưỡng sớm. Mình, con đã nói như vậy, mình an lòng đi mình. À, Tâm con. Dạ. Con ra coi mẹ con tới chưa? Dạ. Mình. Mình. Mình ơi, nghĩa vợ chồng mười mấy năm không tròn mắng năm, gió xuôi mà nước chảy ngược dòng. Mình cảm thông bằng tất cả tấm lòng. Tâm con. Dạ. Con nhớ lời ba dặn trước lúc ba lìa trần, dù cho vật đổi sao dời vẫn một lòng hiếu thảo cho trọn vẹn trước sau ba. Đoạn đường phải thế nào thế lương. Trời ơi tim tay dắt dòng đập đoan khắc khe tình toán cho riêng bản thân mình. Đã giết chết đi bao mối tình gây bao cánh tàn. Ba! Ba! Mình ơi! Mình! Mình đừng bỏ em nha mình ơi!
Ba, trời ơi, ba tôi chết rồi. Ba chết mà bỏ con sao ba? Mẹ, con nè mẹ, con của mẹ nè mẹ. Mẹ đừng giận con nghe mẹ. Mẹ thương con nghe mẹ. Mười mấy năm rồi, mẹ chỉ mong con ngày này được nghe con gọi tiếng mẹ thương yêu. Mẹ con. Mẹ ơi, khi con nhận được mẹ thì ba con đã. Chim điềm đôi vô cánh bay xa, hát lên cung điệu ngân nga, nguyên trời cao tình sẽ trọn câu khúc nhạc tâm đầu để duyên thắm nồng bên nhau. Ai xuôi bao dày cuồng phong chia lìa